Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 14 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái bài văn ngắn này là San sử sư xuê yue nán ma mạ dù ba cơ hải giờ. San sử sư xuê yue nán ma mạ, như vậy là một người mẹ Việt Nam 34 tuổi dù ba cơ hải giờ, và có 8 đứa con. Một cái người mẹ mà người Việt Nam đó 34 tuổi mà có 8 đứa con, dù ba cơ hải giờ. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần. Đoàn sư hủng sư yue nán rễn, chi nén san sử sư xuê. Tha san sử xuê tờ sử hô, dì chín sân lờ ba cơ hải giờ. Na sử hô, tha hở trang phu, liàng cơ rễn tờ cung sư, khẩn sọ. Yên vệ giao giảng ba cơ hải giờ, sở dĩ tha mân tờ sân hủa, phủ thai họ. Tan sư tha mân hình ai, tha mân tờ hải giờ. Hải tử mân trai xuế xeo lì, xuế tờ hẳn hộ. Trai gia lì, dễ huy băng trụ ba bà ma mạ, chua hẳn tố sư xỉn. Tha mân y gia rễn, trai y chỉ, phê chẳng khoai lơ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau giải thích nha. Đoàn sư hủng là Nguyễn Thị Hồng, cái này là một cái tên cũng đặc trưng của người Việt Nam đây. Nguyễn Thị thì thường chỉ cho nữ, và Nguyễn Thị Hồng là cái tên cũng người Việt Nam mình hay dùng. Sư duyên nản rễn, Nguyễn Thị Hồng là người Việt Nam, chí nén san sử sư xuê, năm nay 34 tuổi. Tha san sử xuê tờ sử hô, khi chị ấy 30 tuổi. San sử xuê tờ sử hô, dì chinh sân là ba cơ hải giờ. Dì chinh là đã sân là, đã sinh. Ba cơ hải giờ là 8 đứa con. Na sử hô là lúc đó, tha hở trang phu liền cơ rễn tờ cung chư. Bây giờ cung chư là lương. Cái mức lương á, rồi tha hở trang phu lèn cơ rỉnh tờ cung sư, lương của chị ấy và chồng, tức là lương của hai vợ chồng hỉnh xào là rất ít hoặc là rất thấp, mình có thể tùy cách dịch, rất ít hay rất thấp cũng được. Yên quê giao giàng ba cơ hải sơ, bởi vì phải nuôi, chữ giàng là nuôi, giao giàng là phải nuôi. Ba cơ hải sơ là 8 đứa con, giàng phu mù là nuôi bố mẹ, phân giàng là phụng dưỡng á, thì từ đẹp hơn, còn không dùng từ dằn cũng được. Dằn mau, dằn cồ, dằn dĩ, nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá gì cũng dùng từ dằn này. Dằn hải sư cũng được luôn. Duyên quay giao dằn ba cơ hải sư, bởi vì phải nuôi 8 đứa con, sổ gì tham ánh tờ sân hủa, cho nên cuộc sống của họ, sân hủa đây là cuộc sống, đó là danh từ, của thai họ là không có được tốt lắm. Tan sư tham ánh hình ai tham ánh tờ hải sư, nhưng mà họ rất yêu thương là con cái của mình. Tham ánh hình ai tham ân tờ hải giờ. Hải tử mến trai xuế xeo lì, xuế tờ hẳn họ. Hải tử mến là bọn trẻ hoặc là mấy đứa trẻ. Trai xuế xeo lì, xuế tờ hẳn họ. Ở trường cũng học rất giỏi, học rất giỏi ở trường. Trai gia lì, dẻ huê, băng chu ba bà ma mà. Ở nhà, trai gia lì ở nhà, dẻ huê là cũng biết. Băng chu ba bà ma mà là giúp đỡ bố mẹ. Chua hình có sư xỉn, làm rất nhiều việc. Hình tố sư xỉn hay là hình tố sư cũng được. Rồi. Tha mến y gia rễn, cả nhà họ. Y gia rễn dịch là cả nhà. Tha mến y gia rễn. Trai y chỉ là ở chung với nhau. Quay quần bên nhau, ở chung với nhau. Trai y chỉ. Phi chẳng khoai lơ. Rất là vui vẻ. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 14. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả.